Đây là một khúc xương người được chạm khắc hình quỷ gia tăng ba đầu. Nó là biểu tượng cho bệnh dịch đen đã giết chết hàng triệu người thời Trung Cổ. Và hiện tại Zobris, một tên nhà giàu điên khùng đã tạo ra một loại virus có thể quét sạch một nửa dân số loài người chỉ trong vòng vài ngày. Khi nó được thả ra thì đây sẽ là thảm họa diệt vong cho nhân loại. Thế nhưng trước khi Zobris có thể thực hiện kế hoạch đó thì Tổ chức Y tế Thế giới đã cử người đi vây bắt hắn. Bước vào đường cùng, hắn đã chọn cách tự sát để giữ bí mật về con virus hỏa ngục. Tuy nhiên nhân loại vẫn còn nguy cơ bị hủy diệt khi con virus đó vẫn chưa được tìm thấy và vô hiệu hóa. Robert là một giáo sư biểu tượng học nổi tiếng của trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Một hôm đang đi bộ trên phố thì anh bị bắt cóc lên xe ô tô. Đến khi tỉnh dậy sau cơn lú, Robert mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Đầu óc thì quay cuồng, xuất hiện toàn ảo giác và không nhớ bất kỳ điều gì. Nữ bác sĩ Sienna nói rằng anh bị một viên đạn bay sượt qua đầu nên mới dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Đúng lúc đó có một sát thủ mặc đồ cảnh sát xông đến nổ súng liên hoàn. Thấy vậy, Sienna vội vàng đưa nam chính bỏ chạy khỏi bệnh viện. Họ nhanh chóng leo lên một chiếc taxi ven đường rồi chim én mất dạng. Còn nữ sát thủ thì tức cay cả bím vì để con mồi thoát thân. Bất chợt trong đầu Robert đau đớn xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ đen bí ẩn. Ngay sau đó biển máu tràn ra như cơn đại hồng thủy, cùng với đó là khung cảnh thành phố bị ngọn lửa địa ngục thiêu rụi hoang tàn. Tỉnh dậy một lần nữa, nam chính thấy mình đang ở nhà nữ bác sĩ. Cô ấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra và vì sao Robert lại bị sát thủ truy đuổi. Người đẹp định gọi cảnh sát để thông báo sự việc thì giáo sư liền ngăn cản và nói hãy để tôi nhớ lại chuyện này rồi tính tiếp. Thấy đầu óc không được tỉnh táo nên Robert nhờ Sienna pha cho mình một cốc cà phê. Nhân cơ hội đó anh đã lén dùng máy tính cá nhân của cô ấy để đăng nhập vào mail. Bên trong là một bức thư của một người bạn với nội dung tôi cũng đang bị chúng săn đuổi như anh. Hãy cẩn thận và đừng tin bất kỳ ai. Sau khi thay quần áo mới, Robert lấy trong túi áo dính máu ra một vật mà chính anh cũng không biết là thứ gì. Tuy nhiên Sienna biết đó là ống sinh học dùng để vận chuyển các chất cực kỳ nguy hiểm. Đây là hàng cao cấp của chính phủ có chức năng mở khóa bằng vân tay. Để chứng minh nó không phải là của mình, Robert đã mở ra. Ai ngờ của mình thật. Bên trong là một vật hình trụ được làm bằng xương người và chạm hình quỷ gia tăng ba đầu. Biểu tượng này có liên quan tới một loại dịch bệnh đen đã gây ra cái chết cho hàng triệu người thời Trung Cổ. Lắc lắc thì nghe có tiếng động lạ bên trong. Hóa ra thứ này là một cái đèn dọi Faraday. Robert lập tức đặt nó lên quyển sách rồi chiếu ánh sáng vào tường. Trước mặt hai người là hình vẽ các tầng địa ngục trong cuốn Hỏa ngục của Dante. Những hình ảnh trên hình vẽ giống y chang những ảo giác mà nam chính hay gặp phải. Rất có thể đây là một điềm báo tương lai sẽ xảy ra một đại dịch thảm khốc. Sienna cảm thấy chuyện này không hề bình thường nên gọi cho lãnh sự quán Hoa Kỳ. Ai ngờ vừa gọi tới thì họ lại hỏi về chiếc ống xương người và địa chỉ nơi Robert đang ở. Nam chính liền cảm thấy nghi ngờ vì tại sao họ lại biết mình là ai và đang giữ thứ gì. Thế là anh nhanh trí nói dối rằng mình đang ở khách sạn gần đó để xem họ làm gì tiếp theo. Cùng lúc đó, phía Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát hiện ra vị trí tài khoản mail mà Robert vừa đăng nhập. Họ muốn bằng mọi giá phải lấy được cái đèn dọi và bắt nam chính về hỏi thăm sức khỏe. Còn tại căn hộ của Sienna, Robert phát hiện trên bức họa có các chữ cái không đúng với nguyên mẫu của tác phẩm. Ngoài ra còn dòng chữ sự thật sẽ được phơi bày trên đôi mắt của kẻ đã chết. Từ đó họ tìm ra cái tên Zobris. Kiểm tra trên Google thì nhân vật này là tỷ phú người Mỹ và cũng là một kỹ sư sinh học nổi tiếng vì có quan điểm cực đoan. Anh ta cho rằng loài người là một virus đang gây hại cho trái đất. Tuy nhiên tên nhà giàu này đã biến mất một cách khó hiểu vào 2 năm về trước. Giới chức trách lo ngại Zobris đang nghiên cứu một loại virus dịch bệnh nhưng anh ta đã tự sát cách đây 3 ngày trước. Đúng lúc đó, nữ sát thủ từng ám sát hụt Robert ở bệnh viện đã tìm tới cửa khách sạn. Chắc chắn ả ta có liên quan đến lãnh sự quán Hoa Kỳ. Biết chuyện này không hề đơn giản nên Sienna vội vàng dẫn nam chính rời đi. May mắn thay khi họ vừa ra khỏi nhà thì đoàn xe của Tổ chức Y tế Thế giới ập tới. Ngay sau đó các đặc vụ liền đạp cửa xông vào nhưng chỉ thấy mỗi cái nịt. Nam chính và Sienna chạy cổng sau xuống đường thì bị nữ sát thủ phát hiện. Tuy nhiên khi ả ta đuổi đến nơi thì hai người đã kịp thời lên xe ô tô tẩu thoát. Trên đường tới bảo tàng quốc gia để tìm thêm manh mối, họ nhìn thấy cảnh sát đã phong tỏa khắp nơi. Có vẻ nhà chức trách đang muốn truy tìm hai người bằng được. Phía sau nữ sát thủ đi khối phân lớn đã đuổi tới. Thấy vậy cả hai vội xuống xe chạy bộ, nhưng lối đi tắt cũng đã bị cảnh sát chốt chặn. Thế là nam chính lập tức dùng yên xe đạp để trèo qua bức tường bao. Lúc này Tổ chức Y tế Thế giới lần theo chiếc xe điện mà Sienna thuê cũng tới được bảo tàng. Họ còn dùng flycam tìm kiếm từ trên cao. Rất nhanh họ đã phát hiện hai người đang chạy ở vị trí hồ nước. Thấy vậy giáo sư liền bẻ lái dẫn Sienna men theo đường rừng tới một lối đi tắt để lẻn vào cung điện chính. Tại đây hai người tìm thấy bức bích họa nói về cuộc thánh chiến của họa sĩ Dante. Khi nhìn kỹ vào đó thì hình ảnh trong đầu Robert lại tái hiện một cách chân thật về cuộc chiến đó. Trên lá cờ màu xanh lá còn ghi dòng chữ CK Chova. Để hiểu hơn về dòng chữ này, nam chính đã nhờ một người bạn làm trong lâu đài dẫn đi xem chiếc mặt nạ của Dante. Thế nhưng khi đến nơi, chiếc mặt nạ đó đã không cánh mà bay.
Ngay lập tức các nhân viên bảo an liền coi lại camera an ninh. Điều mà họ không ngờ tới là chính Robert và người bạn của anh đã nhảy trộm nó từ 2 ngày trước. Đang không biết phải giải thích thế nào thì cảnh sát đã cầm theo vũ khí xông vào tòa lâu đài. Nhân cơ hội đó, Robert vội kéo tay Sienna bỏ chạy vào một đường hầm bí mật. Nhìn sang tòa bên kia thấy quân triều đình đang lùng sục khắp nơi. Nam chính nói họ nghĩ chúng ta đi xuống thì chúng ta hãy đi lên. Hai người phải di chuyển theo các thanh gỗ trên mái nhà mới có thể tới cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Thế nhưng Sienna vì sợ độ cao nên không may trượt chân ngã xuống dưới. May mắn trần nhà không thủng nên cô mới bảo toàn được tính mạng. Thế nhưng cú ngã vừa rồi đã tạo ra tiếng động mạnh thu hút ả sát thủ. Trong lúc Robert cố gắng di chuyển cẩn trọng thì bất ngờ ánh đèn phía sau chiếu đến. Tiếp đó là những viên đạn của nữ sát thủ. Nam chính vội vàng núp sau cột gỗ để né đạn nhưng ả ta vẫn quyết tâm truy sát anh đến cùng. Đúng vào lúc nguy hiểm nhất thì Sienna bất ngờ xuất hiện dùng cây xà beng đánh vào chân ả một cái. Nữ sát thủ rơi xiên qua trần nhà đắp chiếu ngay lập tức. Đặc vụ da đen chạy tới thì thấy hai người đang di chuyển. Thông qua sơ đồ tòa nhà anh ta biết nam chính đang đi về phía đông. Lúc này Robert và Sienna đã thoát ra khỏi lâu đài. Cả hai lẩn vào đám đông người biểu tình trên phố như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên ở phía sau đặc vụ da đen đã nhìn thấy hai người. Anh ta bỏ bộ đàm của mình vào thùng rác rồi bí mật bám theo. Đâu đó bên ngoài đại dương bao la, tổ chức an ninh tư nhân đang xem video mà gã tỷ phú điên khùng Joe Briggs gửi cho họ trước khi chết. Hắn nói rằng mình đã tuyên truyền cho mọi người rất nhiều về sự nguy hiểm mà nhân loại đang gây ra với trái đất nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Cho nên hắn đã chế tạo ra loại virus có tên hỏa ngục để tiêu diệt một nửa dân số thế giới. Nghe xong ông giám đốc vô cùng tức giận vì mình từng làm việc với tên nhà giàu biến thái. Cho nên đích thân ông ta sẽ phải ra mặt để giải quyết vụ này. Cùng lúc đó Robert và Sienna đã tìm thấy chiếc mặt nạ của Dante. Nhìn thì rất bình thường nhưng khi dùng nước lau lớp sơn phủ họ phát hiện một dòng chữ với nội dung cung điện chìm là nơi con quái vật hỏa ngục đang chờ đợi. Nam chính chợt nhận ra nơi này là nơi bùng phát dịch bệnh cái chết đen vào 800 năm trước. Đúng lúc này đặc vụ da đen của Tổ chức Y tế Thế giới chạy đến. Anh ta giới thiệu mình là Omar, hai ngày trước đã đưa đèn dõi Faraday cho Robert để giải mã tìm ra nơi cất giấu virus hỏa ngục. Còn Elizabeth, chủ tịch của Tổ chức Y tế Thế giới cũng là bạn của nam chính đang cố gắng dùng con virus đó bán kiếm tiền. Để cho hai người yên tâm, anh ta còn mang thẻ ngành ra chứng minh. Thế là cả hai liền đi theo Omar đến thành phố Veneria bằng tàu hỏa. Anh ta kể rằng 3 ngày trước đã tìm thấy Joe Briggs nhưng đối phương lại tự tử. Từ trong túi áo của tên nhà giàu, Omar lấy được chiếc đèn dõi Faraday. Lúc này tay của Robert bị nổi mẩn ngứa. Trông có vẻ như anh đang bị mắc phải một căn bệnh gì đó. Khi đoàn tàu đi vào đường hầm, đột nhiên cơn đau đầu dữ dội tìm đến nam chính. Trong ảo giác anh nhìn thấy người đã đưa cho mình chiếc đèn dõi là Elizabeth chứ không phải Omar. Robert nhanh trí giả vờ nằm gục xuống bàn để Sienna nhờ tên da đen đi kiếm đồ uống giúp mình hồi phục. Ngay khi hắn vừa quay lưng đi thì giáo sư liền tỉnh lại nói cho cô sự thật. Người đẹp vội vàng chạy tới nói với Omar rằng Robert đã ngất trong nhà vệ sinh. Hắn ta lập tức đến đó gọi cửa và ăn ngay cái bình chữa cháy vào đầu. Không những vậy, Sienna còn bồi thêm ít hơi cay. Sau đó hai người nhanh chóng bỏ chạy khỏi tàu hỏa. Khi chạy đến được Veneria thì nam chính mới nhận ra mình đã đi nhầm chỗ. Ngôi mộ của họa sĩ Dante không nằm ở đây mà là ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhìn xuống dưới thì tên đặc vụ da đen cũng đã đuổi tới. Thế là Robert vội vàng dẫn theo Sienna tẩu thoát bằng đường hầm. Nhưng để ra ngoài họ phải chui qua cửa thông gió. Giáo sư liền đỡ người đẹp leo lên trước. Tuy nhiên tấm lưới sắt rất nặng không thể đẩy ra được. Hai người phải dùng $100 để nhờ bà bán hàng rong bên ngoài trợ giúp. Khi vừa thoát ra bên ngoài thì đột nhiên Sienna trở mặt đóng sập cửa lại. Hóa ra cô ta và tên tỷ phú điên cuồng là người yêu của nhau. Đây là điều mà Robert không thể ngờ tới. Đàn bà đúng là những niềm đau. Sienna nhanh chóng rời đi, còn vị giáo sư thì bị tên đặc vụ tóm chân kéo xuống ngã bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy, nam chính thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang. Dưới sự thúc ép tra khảo virus đang ở đâu, anh vẫn kiên quyết không nói câu nào, bởi vì nó mà rơi vào tay kẻ xấu thì đây chắc chắn sẽ là ngày tàn của nhân loại. Tên đặc vụ tức giận chuẩn bị nổ súng kết liễu giáo sư thì may mắn từ phía sau ông giám đốc công ty an ninh kịp thời xiên que hắn ta một phát chết ngay tại chỗ. Ông ta nói rằng vết thương trên đầu giáo sư không phải bị đạn bắn, mà là do bị cắt một vệt nhằm tạo hiện trường giả. Việc nam chính bị mất trí nhớ cũng là do họ tiêm chất tạm ngưng não. Còn các nốt phát ban trên người chỉ là phản ứng phụ của thuốc mà thôi. Nữ sát thủ ban đầu chỉ dùng đạn giả để bắn. Mục đích của công ty an ninh chỉ muốn bắt Robert mà thôi, nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn nên đành phải ra tay thật. Tuy nhiên giáo sư là nhân vật chính và có đạo diễn che trở nên may mắn vẫn sống nhan răng. Ông giám đốc nói lời xin lỗi vì đã sắp xếp tất cả mọi chuyện để Robert giúp mình tìm ra nơi cất giấu virus. Nói xong ông ta cầm một cây sắt đứng trước mặt nam chính. Thì ra ông ta cẩn thận đập tên da đen vài phát nhằm ngụy tạo hiện trường. Sau đó nói sự thật về việc họ đang làm. Đó là tìm cách ngăn chặn virus phát tán ra ngoài.
cái đèn dọi Faraday là do bà chủ tịch Elizabeth mang tới cho giáo sư. Chính bà ấy đã đặt bảo mật bằng dấu vân tay của Robert nên giám đốc công ty an ninh mới phải bắt buộc dựa vào giáo sư. Nhưng không ngờ Sienna đã hớt tay trên để đi trước một bước. Lát sau chủ tịch của Tổ chức Y tế Thế giới cũng có mặt, Robert liền cho họ biết virus hỏa ngục đang ở Istanbul. Rất nhanh mọi người đã bắt chuyến bay đến đó. Lúc này Elizabeth kể lại 2 năm trước tên đại gia Joe Briggs tới văn phòng của bà yêu cầu giúp đỡ. Hắn muốn triệt sản loài người trên diện rộng bằng cách cho chất độc vào đồ ăn thức uống nhưng bà không đồng ý. Sau đó Elizabeth liền cho hắn vào danh sách đen cần theo dõi. Ai ngờ tên khốn này lại lặn mất tăm 2 năm nay. Cùng lúc đó Sienna đã tới được Istanbul. Cô ta cải trang thành một diện mạo khác rồi đến tìm một người cùng hội với Joe Briggs. Sienna yêu cầu kích nổ để phát tán virus trước khi nó bị người khác tìm ra. Thấy gái xinh tên mồm lông giống lão sếp của tôi liền đồng ý mang theo vài quả bom. Bên kia Robert cùng với mọi người cũng đã đến bảo tàng Istanbul và được người phụ trách rất nhiệt tình dẫn đường. Họ đi tới một căn phòng hòa nhạc với thiết kế độc đáo nằm trên mặt nước màu đỏ. Để tránh virus có thể phát tán, họ còn mang theo cả lồng kính cách ly loại hiện đại nhất. Đúng lúc này, ông giám đốc công ty an ninh phát hiện ra Sienna cũng đang ở đây. Ông lập tức đuổi theo thì bất ngờ bị một khứa tóc dài chặn lại. Mặc dù có thể dễ dàng khống chế hắn ta nhưng đời đen hơn bỉ chó. Ông giám đốc bị tên mồm lông đâm lén từ phía sau. Tuy nhiên với kinh nghiệm đầy mình, ông đã kịp thời phản công rồi xiên que đối phương ngay tại chỗ. Tưởng thoát kiếp số đen, ai ngờ vẫn bị Sienna thụi cho một phát nữa. Lần này thì cỏ mọc xanh mộ thật rồi. Khi ấy Elizabeth đã tìm thấy túi chứa virus hỏa ngục liền nhảy xuống nước để phong ấn nó. Sienna cũng phát hiện ra chuyện này nên nhanh chóng ném 2 quả bom xuống nước. Đến khi Robert có mặt thì đã thấy cô ta cầm thiết bị kích nổ trên tay. Phía bên này túi virus hỏa ngục đang được chuyển dần vào lồng kính thì Sienna lại bấm nút kích nổ nhưng không có gì xảy ra. Thế là cô ta lập tức nhảy xuống nước tự tay kích hoạt, quả bom còn lại bị ảnh hưởng cũng nổ theo. Sóng xung kích quá mạnh hất văng cả nam chính xuống nước. Elizabeth cố gắng bảo vệ lồng kính nhưng không may tuột tay khiến túi virus vỡ ra. May mắn bà chủ tịch đã kịp thời đóng chiếc lồng lại. Đột nhiên khứa tóc dài từ đâu lao tới cướp rồi cố mở khóa an toàn. Đúng lúc nguy cấp, Robert xuất hiện như một vị anh hùng lao xuống tấn công hắn ta. Binh lính cũng có mặt nhưng không dám bắn vì sợ chúng giáo sư. Trong lúc vật lộn, khứa tóc dài vẫn ngoan cố mở chiếc lồng cho virus thoát ra ngoài. Robert đành phải dùng ngón tay bấm vào vết thương trên cổ thì hắn mới chịu buông. Chỉ chờ có vậy, cảnh sát liền ra tay tiễn khứa tóc dài lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Hai người vội vàng tìm chiếc lồng rồi khóa lại. May mắn là nó chưa bị rò rỉ một chút nào ra bên ngoài. Cuối cùng hơn 4 tỷ người trên trái đất đã được cứu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.